Xin chào các bác, em bên máychuốc.com. Hôm nay là một cái video hướng dẫn các bác lắp đặt cái điều hòa 12V và 24V âm trần sử dụng cửa lóc của ô tô hoặc máy xúc, máy ủi đều lắp được luôn. Đây loại này 24V à 12V các bác nhá. Đấy, có thông số của nhà máy luôn. Đây là phía đằng trước của cái điều hòa. Và tiếp theo là cái dây dẫn của nó các bác nhá. Dây dẫn loại 12V này sẽ sử dụng dây kép. Riêng điều hòa âm trầm 12V là sẽ dùng dây kép, hai cầu chì, hai dây đỏ chúng ta nối với nhau và hai dây đen chúng ta nối cùng một cọc. Đây là đang nối loại 12V nhá, bình 12V. Đấy, các bác xem đây là cái quạt làm mát giàn nóng. Nó ở phía dưới chúng ta lắp ốp xuống phía dưới. Cái không khí ở cái giàn nóng khi mà nó hút thì nó sẽ hút từ dưới và đẩy lên trên. Đấy. Các bác lắp phía này về đằng trước thì nó khí động học nó đẩy rồi. Và kèm theo cái quạt làm mát đây, sau khi em đã lật lên tiến hành đặt lên trên thì các bác nhìn thấy đây là con IC của nó. Đây là dàn nóng. Đấy, sử dụng dàn nóng nhá. Ống dẫn này đã rắc co đã bắt đầy đủ rồi. Cái bộ này là liền một khối các bác nhá. Các bác mua về chỉ cần đặt lên. Đấy, đây là dàn nóng đây. Đặt lên đây có gioăng ngậm dán sẵn rồi. Các bác đặt lên cửa lóc và các bác ốp xuống cái cửa nóc đấy và bắt vít lại là được. Đây nó đây là cái mặt giàn nóng. Đây có bốn con ốc các bác nhé. Bốn con ốc này để chúng ta sử dụng cái thanh ngang đi theo. Chút nữa em sẽ cầm cái thanh ngang ra đây. Nó giúp cái thanh ngang. Đấy. Đây là 50 cửa nóc của bảng điều khiển. Đấy. Thì khi chúng ta đặt cái cửa nóc thì cái mặt này nó sẽ thò vào trong xe. Đấy. Sau đó chúng ta lấy hai cái thanh thép của nó chúng ta đặt vào cái ốc đó. Các bác nhìn đây, đây bảng điều khiển nó bác nhá. Quay xa quay gần cho các bác xem một lần. Đấy, nó cũng rất đơn giản, nó không có gì cả, chúng ta chỉ đặt ốp lên là được thôi. Đây là cái mặt lạnh nó thò xuống dưới, thì kích thước của nó thì một chiều là khoảng 30, một chiều khoảng độ 45. Đấy, đây là hai cái thanh ngang để chúng ta bắt lắp ngược lại vào cái trần xe để cho nó kéo xuống. Đấy, nó làm nó ổn định và chắc chắn. Đấy, khi mà lắp xong thì chúng ta sử dụng bắt ốc xong thì nó có một cái mặt dưỡng. Đấy, chút nữa em sẽ cầm mặt dưỡng ra. Đặt cái mặt dưỡng lên bắt ốc, đặt mặt dưỡng lên là sẽ khít luôn. Nó sử dụng bốn con ốc chúng ta bắt ngược lại nhá. Đấy, khi bắt như thế này thì nó rất là chắc chắn, đảm bảo rằng là mình di chuyển nó ổn định không sao cả. Nó rất là ổn định. Cho các bác xem lại một lần nữa này, các bác nhìn thấy. Đấy, chiều sâu mà khi mà đặt xuống thì nó thò xuống khoảng độ 10 phân đến 5 phân tùy theo các loại trần. Có loại trần ốp thì nó chỉ từ nhựa thường ngấp thấp thôi. Đấy, tiếp theo chúng ta đặt cái ốp vào vừa y luôn, rất là đẹp, kín khít và nhìn rất là thẩm mỹ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy một vòng này. Đấy, các bác nhé, các bác nhìn thấy đây là cái điều hòa. Đây em sử dụng các bác là cái nút bấm. Đây, nút đầu tiên là nút bật nguồn. Đấy, mặc định chúng ta bật lên là nó đã sử dụng, là nó chạy rồi, là mát rồi. Đấy, nhiệt độ đang giảm rất nhanh, các bác nhìn thấy từ 25, 24, 21. Đấy, nhiệt độ của dàn lạnh. Đây, công tắc chỉnh mức độ gió các bác nhé. Đấy, tăng giảm gió. Bên này tăng giảm nhiệt độ. Thì nhiệt độ đang để là 0. Như thông thường chúng ta để 10 độ hay là 15 độ hay bao nhiêu đấy thì tùy theo chúng ta. Khi mà nhiệt độ xuống thì máy nó sẽ lập tức nó sẽ giảm nhiệt độ và nó dừng lại. Đấy, trên đây thì nó có rất là nhiều cái nút chức năng. Đấy, cái chữ M đấy, đây là chỉnh gió, chúng ta xoay ra chúng ta mở hết ra rất là mát. Đấy, nhiệt độ xuống rất là nhanh. Đấy, chúng ta phải chỉnh điều chỉnh cái mức gió nhỏ lại cho tiết kiệm điện. Chế độ chữ M thì chúng ta bật thì chuyển rất là nhiều chế độ tiết kiệm điện này. Đấy. Đấy, gió thổi luôn, gió thổi rất là mạnh, rất là mát. Đấy, chế độ M Eco là tiết kiệm điện này. Chế độ ngủ ban đêm này. Đấy, nó sẽ tiết kiệm điện cho bác. Đấy, chế độ này là bấm là kiểm tra cái nhiệt độ ở ngoài trời. Đây này trong phòng. Nên là cái nhiệt độ nó thổi ra rất là mạnh. Vừa nóng vừa lạnh vừa thổi ra. Chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ lên xuống đây nhá. Nó có một cái điều khi mà bấm mà nó có biểu tượng một cái dấu hoa như thế này thì là nó đang làm lạnh rồi.
nó có một điều khiển đi theo nữa, nên điều khiển thì em không lắp pin ở đây. Các bác mà muốn lắp cho xe tải, ô tô, máy xúc, các bác vui lòng liên hệ số điện thoại em ghi trên màn hình, hoặc là bên em cũng cung cấp phụ tùng, phụ kiện tất cả các loại máy điều hòa, âm trần, rồi điều hòa hai cục, điều hòa sinh tiết lượng điện. Đây là một cái máy điều hòa, mẫu điều hòa sử dụng điện 12V. Các bác cần tư vấn và tư vấn thêm về cái sản phẩm này, hoặc là những cái tính năng, hoặc là những cái công suất, cũng như là những cái phụ kiện đi theo, bên em bán tất cả những phụ kiện. Cảm ơn các bác theo dõi video.